Năm 2022 rồi mà robot hút bụi không có LiDAR, không có tường ngạo, không chỉ định được khu vực lau dọn cụ thể. Vậy ai mua? Mua làm gì? Nó có tên là Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite. Đây là một cái phiên bản rút gọn hơn của phiên bản Mop 2. Vậy thì nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái trải nghiệm như thế nào, cũng như là nó phù hợp với cái nhu cầu lau và dọn nhà như thế nào, thì hãy cùng mình theo dõi video này đến hết nha. Trước khi đi chi tiết vào từng phần đó, thì có 3 điểm mà mình nghĩ là mọi người cần biết về cái con robot hút bụi này. Thứ nhất, nó là phiên bản rút gọn hơn của Mop 2, cho nên là Mop 2 Lite của chúng ta nó sẽ cắt bớt những tính năng, kể cả những cái bộ phận thiết kế nữa, và nó dao động trong khoảng 4 triệu đồng. Cái thứ hai nữa là nó phù hợp với cái nhu cầu của những cái người nào mà lau dọn vừa phải thôi và lau dọn mỗi ngày. Tức là mỗi ngày bạn không cần dọn quá kỹ, nhưng mà mỗi ngày chỉ cần lướt để hút và lau sơ sơ thôi là bạn đã cảm thấy hài lòng với cái độ sạch của cái sàn rồi, thì con này nó sẽ đáp ứng được. Cuối cùng nữa là nó sẽ không có những chức năng quá cao cấp cũng như phù hợp với cái thời điểm hiện tại, vì nó cắt giảm khá là nhiều, cho nên là với mức giá này thì mình nghĩ là mọi người nên chuẩn bị một cái tâm thế là chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều với một con robot chỉ tầm khoảng 4 triệu. Nhưng mà nói thật là trong mức giá này thì mình nghĩ là nó đã làm khá tốt những cái chức năng có sẵn của nó. Rồi bây giờ bắt đầu nha. Đầu tiên là về thiết kế. Đập vào mắt luôn, mọi người sẽ thấy là nó có phần hơi phẳng và lạ so với những cái con máy hút bụi hiện tại. Thứ nhất là bởi vì nó không có cảm biến LiDAR ở đây nữa. Thay vì vậy, nó chỉ có duy nhất một camera IMU ở đây và những cái cảm biến xung quanh để nó có thể, thứ nhất là né vật cản nè, thứ hai là tránh té rơi. Tiếp theo thì nó chỉ có hai cái nút bấm rất là đơn giản. Một cái nút là nút nguồn để khởi động hoặc là tắt. Trong quá trình sử dụng thì nó cũng đóng cái vai trò như là cái nút pause luôn. Và một cái nút nữa hình ngôi nhà, đó chính là quay trở lại về đất sàn. Và với cái con robot này mọi thứ được tiết chế, cho nên mình cảm giác là xài nó rất là dễ. Không có nhiều nút bấm, không có quá nhiều chức năng, mình chỉ tập trung vào những cái cơ bản nhất của nó thôi. Ngoài ra khi mọi người nhấn hai nút này một lúc là để chúng ta có thể kết nối nó với lại wifi nhà mình và kết nối để điều khiển thông qua app trên smartphone từ xa ha. Lát nữa mình sẽ nói sau. Rồi, ở bên trong khi mọi người dỡ lên á, thì chúng ta sẽ có một cái hộp chứa bụi. Cái hộp chứa bụi này theo mình á, đó là cái âm thanh cảnh báo khi mà chúng ta rút cái hộp bụi ra. Thì quay trở lại cái hộp bụi này, chúng ta sẽ có dung tích là 450ml. Mình thấy so với những cái dung tích của hộp chứa bụi trên thị trường với những con robot, có cái nó đến 600ml lận, thì đây là một cái hộp bụi khá nhỏ. Nhưng mà đối với mình, nó vừa phải. Với cái hộp bụi này thì chúng ta có thể xài liên tục trong khoảng 7 ngày thì mới cần đổ. Đây là cái lượng bụi mà mình hút trong 2 ngày liền thì nó vẫn chưa có đầy đâu, mọi người có thể yên tâm sử dụng trong vòng khoảng 1 tuần ha. Tiếp theo là cái bộ phận mặt dưới của con robot hút bụi này. Khi mà mình lật lại thì mình cảm thấy là nó khá dễ dàng, chỉ đâu đó khoảng 3kg thôi, để mọi người có thể dễ dàng lật như thế này để xử lý những cái bộ phận ở phía dưới, hoặc là mọi người có thể bưng bê hoặc là di chuyển nó ha. Vì đây là phiên bản Mop 2 Lite cho nên là mình thấy nó cũng khá nhẹ nhàng. Ở phần mặt dưới thì chúng ta sẽ có một cái hộc đựng nước đi kèm với một cái dĩa lau. Khi mà mua thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái dĩa lau nữa để mọi người, thứ nhất là thay thế. Còn trong trường hợp của mình lau mỗi ngày, mình giặt mỗi ngày thì mình sẽ dùng luân phiên nhau luôn. Khi mà cái này đang giặt thì có một cái để chúng ta đang xài ha. Chúng ta có hai bánh xe răng cưa rất là chắc chắn để nó có thể dễ dàng leo qua những cái chướng ngại vật ở trong nhà, chẳng hạn như là những cái dĩa lau nè, hoặc là những bậc cửa ở trong từng cái phòng của chúng ta ha. Và một cái chổi lăn để hút bụi. Cái chổi lăn này nếu mà nó có dính tóc và bị rối thì chúng ta có đi kèm theo một lưỡi dao nhỏ để chúng ta có thể cắt và làm sạch cái phần chổi lăn này. Thông thường thì cứ sau khoảng từ 5 tới 7 ngày thì chúng ta lau dọn cái phần con lăn bụi này để nó hoạt động hiệu quả hơn và tốt hơn. Ngoài ra là hệ thống cảm biến cũng như là cái bánh xe để có thể điều hướng cho cả con robot. Tóm lại về phần thiết kế thì Đan Anh thấy rất là thích. Thứ nhất là nó khá trơn láng, không có quá nhiều những cái bộ phận cầu kỳ. Cái thứ hai nữa là nó phẳng, thì đánh đổi một cái là nó sẽ không có cái cảm biến LiDAR, nó sẽ dễ chui gầm nhiều hơn. Cái này thì tùy vào nhu cầu sử dụng, nhưng mà nói chung ở một cái thiết kế như thế này thì mình cảm thấy nó rất là hiện đại. Màu trắng phối đen tổng thể sẽ làm cho cái không gian phòng khách nhà bạn không bị ảnh hưởng nhiều. Tiếp
Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cái trải nghiệm của mình khi sử dụng con robot hút bụi này trong vòng khoảng tầm 3 ngày. Và mình hút liên tục 3 ngày thì mình có một cái nhận định đầu tiên, đó chính là nó rất là dễ sử dụng. Từ phần kết nối cho đến trong cái thao tác sử dụng thì nó đơn giản hơn rất là nhiều so với những con máy hút bụi robot nó phức tạp và cao cấp hơn. Thì đây là một con mà mình có thể nói là nó rất là cơ bản và ai trong nhà mình thì cũng sử dụng được. Tuy nhiên nó sẽ có một cái điểm trừ, đó chính là nó không có tiếng Việt. Mình đang sử dụng nó là tiếng Anh thôi, cho nên là với những cái người lớn tuổi hơn hoặc là những ai mà không biết tiếng Anh trong nhà thì mình nghĩ là phải làm quen khoảng tầm một tuần thì chắc sẽ hiểu, còn lại thì nó không có gì phức tạp hết. Bạn có thể dễ dàng kết nối nó với smartphone thông qua cái app là Mi Home, rồi sau đó chúng ta tự điều chỉnh ở trong đó. Và trong cái app này chúng ta lại quản lý thêm được rất là nhiều, chẳng hạn như là lực hút nè, độ tiết chế nước khi lau nè, hoặc là kết hợp cả hút và lau một lúc, hoặc là chỉ lau hoặc là hút thôi. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể biết được là cái lịch sử dọn dẹp của nó, đã dọn được những cái khu vực nào, rồi dọn được bao nhiêu mét vuông trong vòng bao nhiêu thời gian. Thông tin về pin á, thì con robot hút bụi này có thể sạc đầy trong khoảng 4 tiếng và sử dụng liên tục trong vòng khoảng 90 phút. Và với cái nhu cầu sử dụng của mình với con robot hút bụi này thì mình không có sử dụng nó liên tục trong vòng 3 tiếng đồng hồ đâu. Cái thời gian tối đa mà mình dùng nó để lau dọn cái phòng khách nhà mình thì đâu đó dao động trong khoảng tầm 1 tiếng thôi. Nhưng mà mình thấy trong 1 tiếng này nó hoạt động rất tốt, ít khi phải quay trở lại đốc sạc ở trong điều kiện là nó hết pin lắm. Thường á, thì mình sẽ để nó sạc qua đêm rồi sáng, trước khi đi làm mình sẽ cho nó khởi động và lau hết một vòng phòng khách nhà mình. Thì phòng khách nhà mình cũng khá nhỏ, trong khoảng tầm 20-25 mét vuông thôi, thì mình thấy là nó dọn khá là ổn. Trong tầm giá này, một con robot không có LiDAR thì có một số lưu ý sau mà chúng ta phải chấp nhận khi sử dụng. Nó sẽ không tự gỡ rối trong những cái vũng kẹt mà nó quá phức tạp, chẳng hạn như là một đống giày ở đó và có những cái đôi giày mà nó có dây mà nó vươn ra sàn, thì con robot này rất là dễ bị kẹt, đó là điều hiển nhiên rồi. Và trong những cái lúc như vậy thì chúng ta phải bưng nó ra và gỡ rối cho nó thôi. Mình biết là có những cái con robot hút bụi cao cấp hơn nó sẽ có thể né được cả cái vũng này luôn, nhưng mà với cái con trong tầm giá này thì chúng ta phải chấp nhận điều đó. Nhưng mà bù lại thì mình thấy thứ nhất là nó né được khá tốt những cái vật như là thảm ở dưới sàn của mình. Cái thảm của mình là mình lấy một cái áo thun á, nó khá nhẹ và mỏng á, nhưng mà nó vẫn tự gỡ rối được. Hoặc là lâu lâu có những cái rác mà mình không biết như là một cái bịch ni lông thì nó cũng có thể tự thoát ra được luôn nha. Mình cũng khá bất ngờ. Và cái thứ hai nữa là nó có thể vượt được những chướng ngại vật dưới 2cm như mình có nói lúc nãy, là gồm những cái bậc thềm cửa nè, hoặc là vượt qua những cái thảm mà nó hơi dày một chút xíu ha. Tiếp theo thì mình sẽ nói về độ hiệu quả của nó trong việc hút và lau. Lực hút của nó hiện tại là 2200 PA. Đây là một cái phiên bản rút gọn hơn rồi. Mình nhớ đâu đó con Mop 2 thì nó dao động đâu đó khoảng 2005 hoặc là 2007 PA gì đó. Thì con robot này lực hút nó thấp hơn. Tuy nhiên thì mình thấy là nó đã đảm nhiệm và thỏa mãn được cái nhu cầu dọn bụi của mình. Nhà mình nuôi hai con mèo nè, cửa ban công lúc nào cũng mở và đối diện với mình là một cái công trường đang xây dựng rất là nhiều khói bụi luôn, và mình thì hay rụng tóc nữa. Thì đó là những cái yếu tố mà mình muốn cái sàn nhà của mình luôn được sạch và không có những cái thứ đó. Và cứ mỗi buổi sáng mà mình bật con này lên để dọn thì mình thấy là nó dọn rất là sạch. Những cái hạt thức ăn mèo vương vãi, tóc rụng của mình nè, hoặc là những cái mà mình vừa mới liệt kê hồi nãy cho mọi người thì nó dọn không còn nữa. Và cái cảm giác đi trên sàn nó cũng đỡ khó chịu hơn. Và khi mà nó kết hợp với cái chế độ lau của nó, mình để ở mức lau trung bình, lượng nước được tiết ra nó vừa phải thôi, cho nên là mình thấy nó thứ nhất là sạch, thứ hai nữa là nhanh khô, cho nên là khi mình đi mình cảm giác là thoải mái lắm. Thì tuy là cái con Mop Highlight này nó đã được cắt giảm đi khá nhiều từ lực hút cho đến cái dung tích của hộp bụi hộp nước, nhưng mà mình thấy nó đáp ứng rất là tốt trong điều kiện sử dụng của mình. Và nhắc lại, điều kiện sử dụng của mình là có hai con mèo và mình chỉ dọn dẹp trong cái không gian phòng khách tầm khoảng 20-25 mét vuông mỗi ngày thôi, chứ mình không phải là dọn một cái phòng quá là lớn hoặc là có quá nhiều bụi nha. Và nói tới đây thì mình cũng có thêm một lưu ý cho mọi người là đối với những cái vết bẩn chất lỏng nhất định, chẳng hạn như là lượng dầu ăn khi mà chiên xào được bắn xuống quá dày đặc, hoặc là mọi người làm đổ một cái chất lỏng nước uống gì đó có màu ở trên sàn, thì mình khuyên mọi người là không nên sử dụng con này để lau. Thứ nhất là bởi vì nó không có cái chế độ khoanh vùng, mọi người không có bắt nó đi dọn chỉ một cái vùng nhất định được, mà nó sẽ đi khắp nhà của chúng ta rồi mới đi lau qua cái phần đó. Vậy cho nên thứ nhất là nó không hiệu quả, thứ hai là nó gây tác dụng ngược, là nó sẽ trây trét cái vũng dơ đó đi khắp nhà của các bạn luôn. Cho nên là không nên sử dụng con này
để dọn dẹp những cái mục đích như vậy. Sẵn nói đến đây thì mình cũng nói luôn về hạn chế của con robot hút bụi này. Đầu tiên đó chính là nó không thể cho chúng ta chỉ định cái vùng lau dọn được. Nó có thể quét bản đồ, tức là nó chỉ quét được đúng cái bản đồ khu vực mà nó định vị được thôi, chứ nó không thể nào vẽ được cái bản đồ tường ảo, không thể nào mà dọn dẹp trong một cái vùng được chỉ định nhất định. Đó là cái hạn chế lớn nhất của con này mà theo mình á, thì chúng ta vẫn sử dụng những cái tính năng đó rất là thường xuyên. Quay trở lại cái mục đích ban đầu, như mình đã nói rồi, con này nó phù hợp để chúng ta dọn tổng thể một cái khu vực nào đó mỗi ngày, chứ không phải là dọn một cái vị trí nhất định ha. Có một vài lưu ý cuối cùng cho mọi người khi sử dụng con robot hút bụi này là chúng ta nên cho nó một cái khoảng thời gian cố định trong ngày để nó dọn dẹp. Chẳng hạn như mình sẽ cài thời gian biểu cho nó cứ tầm khoảng 7 hoặc là 8 giờ sáng gì đó. Mình sẽ cho nó lau hút để khi mà mình thức dậy mình sẽ có một cái căn nhà, một cái sàn nhà sạch sẽ để đón chào ngày mới để đi làm. Thì con robot này đáp ứng tốt được điều đó. Cái thứ hai là với những phụ kiện nhỏ bên trong, chẳng hạn như là chổi hút nè, dễ lau nè, hoặc là những cái con lăn to thì các bạn có thể dễ dàng mua để thay thế được. Với tầm giá 4 triệu như thế này thì Đen Anh thấy là nó rất là phù hợp với cái nhu cầu dọn cơ bản và lau dọn trong một cái không gian tổng nào đó tầm khoảng 70m² đổ lại thì sẽ rất là phù hợp. Tuy nhiên thì nó sẽ không phù hợp với những ai có nhu cầu những cái tính năng cao cấp hơn, chẳng hạn như là vẽ bản đồ tường ảo hay là né vật cản. Còn lại thì bạn thấy sao về chiếc máy này thì đừng quên để lại phía dưới phần bình luận cho mình cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.